Trời đất ơi anh chị ơi, 27 thì cũng phải có 26 nha. Hai đây là DK26 Pro nè anh chị. Ây da. À. Trời ơi, nó quất một cái vô cái hòn non bộ của em rồi anh chị. Đó, đây, mở lên nè. À, dở ra hai con micro. Trời ơi, màu vàng đồng sáng chói. Nó, cái này là các bác rất là thích nha. Đó. Các bác gọi là thích nồi đồng cối đá thì đây. Quá đã luôn anh chị ơi, rất là sướng. Hát rất là tơi. Đây con mic này là mic UHF. Đó. Set volume tần số trực tiếp cho thân mic. Rất là đã nha. Test thử tiếng mic nè. Đó, anh em có kết nối Bluetooth thì ngắt Bluetooth giúp em nha. Alo, 1 2. À, để em coi coi. 1 2, nói gì nói gì. Chặn tiếng mic vừa vừa thôi. Vì lời đã hứa đây chẳng thể giữ nữa. Đành phải để người khác anh bắt. Trời ơi, nó hay kinh khủng. Một con lo là 1 đường tiếng, 2 đường tiếng, 3 đường tiếng, 4 đường tiếng, 5 đường tiếng, 6 đường tiếng. 2 con chép nhỏ, 2 con lo bass, 2 con lo chung 2 bên. Quá sướng không anh chị ơi. Rất là tê ha. DK26 rồi. Có luôn chức năng bass boost nè chị. Cái này, đây. Muốn boost volume nó lên đúng không? Bass boost on. Bass boost on. Bây giờ em thử kết nối nè. Rất là đơn giản thôi. Bật Bluetooth lên ha. Rồi mình vô mình tìm. Mình tìm cái con lo này. Đó, giờ để em tìm thử coi. Đó, tên MT Max ha. Đó. Tên giống như con lo ha. Rồi. Quất thử à. Nếu không nhờ nhau. DK26 Pro hay mà giá cả phù hợp, anh chị nào khoái em nó comment cho em biết nha. Xin chào.